chào các bạn nha. Buổi chiều miền Tây, Tân cùng Khải với Đỉnh sẽ đi dở lạp cá. Còn mấy cái? Còn 3 cái hả? 3 cái hả? Mới vô sao các bạn ơi. Tay dở lộp. Còn 3 cái lạp cuối cùng còn nhiều cá không? Đây cá sặc nhiều dưới ta. Đây là lạp cá sặc các bạn ơi. Quá nhóc luôn. Dạ. Trời ơi. Nhiều ấy. Thấy gì chưa? À, vô đó. Cái sạc này to ngon. Thu được cơm. Còn con nữa kìa. Cho con cho nó ở trong đó đó. Dì có chai lại cái. Cá mồi nha. Cá mồi nha. Nãy giờ giả mấy cái được như vậy? 3 cái. Giả 2 cái rồi còn 3 cái nữa nè. Còn 3 cái. Ủa, dạ 3 cái mà. Dạ 2. Đồ 3 cái. Bọn cá sạch nhóc luôn ha. Trong nhà mày chơi, chỗ sống chơi. Ở đây mày dính nhóc nữa nè. Nhóc luôn. Tiếp tục hành trình các bạn ơi. Cái nữa. Giải đây không hả? Đây là nút rồi. Ngoài nhóc. Qua nhiều mấy lần này cho phải nhóc bọc đó. Cái này to, chúng cái giò nó ăn chua nó chúng rồi. Ờ, nó không thả quả giò. Trời. Quá trời. Quá trời ơi. Sơ sơ không mình nhớ quá sạc rồi. Vô mà anh ơi. Vô mà anh. Ăn chục cái là ăn mệt luôn. Thank you.
Cái máy luôn á. Mới 3 cái à. Cái 8 á. Cái này có cái 8. Nhiều quá trời đó kho. Đó vô. Nó bị hỏng, nó không dính, nó bị lạc à. Cái đó vậy, chuyến bằng cá bệnh. Sầu làm cái đó lâu. Cái này thiên á, thằng chả nó bảy. Ờ, cái đó làm chả ngon vậy. Trời ơi, mà có muối chi ngang hàng qua là còn bỏ trong tủ lạnh. Này mà không bỏ tủ lạnh á, muối xả bỏ tủ lạnh hoài nào ăn lấy ra. Còn chơi đồng gồng luôn hả? Tội mới đi xúc cái gì vậy? Ba chỗ nước khác út. Bỏ dịch vô. Thôi, tủ tội mà Đen. Có thấy. Quá trời trúng rồi các bạn ơi. Tới không chuyện. Này đặt chục cái vô giữ nữa sáng, đặt sớm rồi chiều giỡn được rồi. Ừ. Phá mới đi dài á, qua cái đó đó. Có tính nước nổi lên tôi mua 50 cái đưa dây vụn vợ không mất ốc. Này chào cả nhà nha. Đây à. Hôm nay mấy anh em buổi sáng tiếp tục dỡ mấy cái lợp, mấy cái lờ. Ở quê mình kêu bằng cái lờ các bạn, ở chỗ khác mới kêu bằng cái gì. Ở đây giờ đặt lờ cái sạc các bạn ơi. Cái lờ. Tại có nhiều người ta tưởng nó vậy. Đây nè, tới nè. Hôm nay không lại. Đây bữa nay với sự góp mặt của bác Úc à, ba của anh tôi này. Đây chạy trứng sáng đi lượm trứng một cặp luôn. Ủa nó mới là mập không chạy hả? Ban ngày nó sạch lắm gì vậy? Ừ ban ngày nó mới sạch. Đang dở lờ buổi sáng. Trời nhóc quá trời đỉnh ôi. Đêm quá bác con. Ba bốn con. Cái này là ta có cái vú đổ luôn đi. Đổ luôn đi. Cái lợ ta có cái vú vậy là nó ngồi dài đi chỗ khác đặt luôn. Ừ. Được không? Nãy cái lợ dây dài hướng này nhiều lắm. Ta có cái vú vậy đó là nó đụng lên cái là cái này đặt được. Cái này nhầm lúc nhầm cái nữa tại vì hôm qua đặt ở đây dính dữ lắm mà. Có đâu và ban đêm mà cá chặt đâu có đi. Vậy hả? Ngủ mà. Đêm ngủ hả? Đâu còn mấy cái này nữa mới đã nè. Úc nó ngại đó nó mới thì tính hồi đặt buổi sáng nè chiều đi dở nè. Quá rung bè trời ơi dữ rồi. Rung bè trời ơi cá nó vô lờ. Vô cá lóc luôn nè. Vô lóc luôn hả? Nhúc nhích đó. Vô cái lóc luôn rồi. Ê, lóc trọng à. Cái lóc dày đúng không? Phải không? Điện không phải. Ờ, cái lóc dày. Đã vậy ta. Ta nói vô cái lóc kìa. Vô hàng nguy hiểm rồi các bạn ơi. Lóc dày. Ê, đang chích lên. Tọt ra ngoài bệnh luôn à. Đi biết mà. Ồ, vô cái lóc cầm tay ngon rồi. Ôi đã trời. Cái lóc, con cái lóc dày này được rồi. Sáng sớm mua hàng quý hiếm rồi các bạn ơi. Cá lóc dày đó đủ tiền rồi. Đủ tiền rồi, cá lóc dày này đủ tiền rồi. Ừ. Đủ tiền lưới rồi. Nó có vậy đó, đủ cái đó, đó rồi đó. Đấy à. Cái này rồi đó. Hiếm phẹt. Sao? Cái lóc dày này 20-30 ngàn không bán đâu à. Ừ, cái lóc dày này đủ cái lợ đó rồi. Để ăn non hơn. Nó thịt chiếm lắm. Thịt lạnh hả? Thịt mà cái xới nó nhỏ nhỏ mà ngọt ha. Bữa hổm nhậu dữ không mà Út? Đông không? Bữa hổm trời mấy con liên tục banh hết trơn mà. Hình như bữa đó dắt tối nhậu với ai á. À bữa không phải. Bữa anh Khoa dữ không ta? Bữa anh Khoa về. Tiếp tục cái này nữa. Đừng nói dính lóc, cá lóc nữa nha. Rồi, cá sạc. Mấy con. Hết dính rồi, không ngày đặt hai bữa chỗ này rồi. Không mà cá sạc là đặt ban ngày là ngon à. Ờ. À, vậy đó ha. Không ngày hai bữa đặt chỗ này. Theo kinh nghiệm 70 mấy năm của bác Úc thì đặt cái sạc đặt ban ngày nó mới chạy. Ban đêm nó có cái sạc nó đâu có đi không đâu. Dạ. Chỗ nào mà thấy bọt
chỗ nào đấy có bọt bọt làm đặt. Ừ, mày nói nhỏ nhỏ nó nghe, bữa nào nó đi chỗ nào thấy bọt bọt làm đặt luôn. Cái này trên khô luôn hả? Hỏi cho ai chứ. Ủa ốc mua gì ốc chặt ra. Yeah. Ừ. Ốc về đi thăm mấy cái lờ. Mới mấy cái à, còn muốn đỉnh. Còn hai cái nữa. Hai cái dài đủ tiền buổi sáng à. Đây tiếp tục hành quân. Ừ, bắt cái vô đi, bắt cá lóc vô đi. Cá bọt là có cá à. Không dài uống bia không có bọt. Này vô hàng khủng cái coi. Cua. Lát cua. Lát cua dừng lắm chứ. Hai người luôn vậy. Còn hai con, ba con. Vô bây giờ. Vô bữa nay vô hàng hiếm không các bạn ơi. Đặt cái sạc vô bảy vô không? Quá. Bọt bọt hết. Con cua này, con cua hổm vậy. Không vậy, có chỗ đặt hoài nè. Vô cua cũng thải cho này. Cá lóc. Ủa vô chạy nước suối luôn chạy. Cua mini. Cua nó dặn lưới đi. Cua cá lóc mình lắm nha. Hả? Có gì đâu. Nó chạy. Nè lấy chai bỏ vô. Vô chạy nước suối luôn chạy. Vô ốc đồ lưng nha, còn cái nữa, cái kia để đâu? Cái kia chỗ lấy thì sao? Chỗ đóng á. Sáng qua làm gì sao? Hầu hôm nay nghỉ dài hạn hả? Cứ tỏi chưa thích nữa hả? Bữa tỏi rồi tối có dính quỷ gì không? Đã phọc luôn vậy, không thấy đăng hình trên mạng nha. Đi kiếm nè. Băng rồi đó. Ồ, đồ không còn câu xong hết, nó xe cuốc nãy ngang đó. Yeah. Nó cá kìa, cá gị hả? Xuống mòn coi nó cá gị. Rồi. Ừ. Mẫu dấu càng câu của tổ. Nhiều không? Ô, cá lọt này nó nhiều nè. Nó sặc bự chết rồi. Ôi, cua ốc dùm lum nữa rồi. Bây giờ mình cua nhiều ha, đó kiếm cua không ra luôn trời. Lại tiếp tục một cái lờ nữa, đây cũng là cái cuối cùng. Đây đặt vài cái đủ ăn rồi. Làm nhiều vậy mà cũng làm cái sạch. Mình qua đổi nhau hết chưa? Ừ, ăn đó. Chả chai luôn nè. Rồi nóng. Nhiều đây là nhậu 5 người bệnh rồi. Cá khô quẹt. Nhậu là thấy thằng bia cua thì đậu gan muối ốc luộc xả cái nữa 3-4 món cá sặc làm chả nữa. Ôi trời, nhiêu đây là nhậu 5 người. Đó là buổi sáng nhiêu đây yên. Ta đâu có dở đâu, ta đặt ta để gì đó cho dính cái gì giờ chuyện là khó luôn nào. Dở chứ sao không dở, qua dở rồi. Không mà tao nói chậm dở rồi đấy. 2 ngày tao mới dở. Anh xui hả? À. Nói chung là anh xui. Con cá nào chui vô chết. Tao cho nó chưa có sạch cái đống ổ á. Yeah. Tao 2-3 ngày nó tao mới dở. Nó không có chui vô. Đếp đi chơi. Chơi rẻ. Đây này các bạn, hôm qua bán mẻ cá sạch kia ba bán được nhiêu tiền nè các bạn. Mẻ cá sạch bán được 1 triệu mấy. Để dở lọp hôm qua bán được 1 triệu mấy. Cá sạch. Dở không? Tổng nó chơi luôn trời. Hai xin chào cả nhà nha. Vừa qua cả nhà mình xem một cái buổi đi thăm lờ của mấy anh em. Thì buổi tối, buổi chiều cũng khá là nhiều. Và cái buổi sáng này cũng may mắn cũng được tự lưa hộp dưa. Cá của vườn lum chứ cũng may được con cá lóc bự. Đó, con cá lóc dày nữa, loại quý hiếm. Đó, hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Giờ mấy anh em làm tiếp thêm một phi vụ nữa. Hẹn gặp lại cả nhà trên kênh Ngõ 5 TV trong những clip mới nha cả nhà. Bye bye cả nhà nhé.